hai phiên giao dịch trước lễ, thị trường chúng ta có những nhịp điệp tăng rất là tốt, đặc biệt là tăng trong nghi ngờ khi mà thanh khoản của thị trường không có yếu tố ủng hộ. Đó là cái thứ nhất, tức là tăng trong yếu tố thanh khoản thấp. Cái việc tăng trong nghi ngờ của thị trường đó là cái yếu tố dễ hiểu với cái việc mà thị trường chúng ta có 4 ngày nghỉ lễ rất là dài. Cái thứ hai nữa là anh chị thấy là càng nghi ngờ thị trường chúng ta càng tăng. Và đặc biệt là trong một số cái bối cảnh như thế này của thị trường, thì khi thị trường chúng ta không hề có yếu tố test đáy mà lập tức đi lên liên tục trong những cái hiệu ứng như thế này của thị trường, thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề gì? Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay, bởi vì video ngày hôm nay Nam sẽ nói khá nhiều về cái yếu tố về mặt ảnh hưởng của thị trường sau cái lễ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau ngày 1 tháng 9 thì chúng ta có gì? Cái thứ ba nữa là những cái thông tư 06 áp dụng ngày 1 tháng 9 và những cái yếu tố về mặt ủng hộ thị trường chứng khoán là làm sao? Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong một cái video rất đặc biệt trong ngày hôm nay ha. Anh chị có thể thấy thì cái phiên thứ 5 vừa rồi thì khối ngoại người ta mua ròng 492 tỷ. Tự doanh thì người ta mua ròng 44 tỷ. Thế thì đối với những cái bất động này, đặc biệt là một cái số cái yếu tố giao dịch trước lễ và tổ chức người ta đặt cược gì trong những cái phiên như thế này, thì anh chị cần phải hành động như thế nào sau những cái yếu tố trước lễ, sau lễ, và những cái hành động nào cho anh chị nhà đầu tư chúng ta phù hợp với bối cảnh của thị trường ở thời điểm hiện tại, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, thì chúng ta sẽ vào chúng ta đi phân tích về thị trường một chút. Anh chị thấy là sau một cái nhịp và thị trường chúng ta rủ retail này, nó cân bằng không hề test đáy và cũng không tìm một cái vùng cân bằng mới, mà cân bằng ngay vùng này 4-5 phiên và bắt đầu đi lên liên tục trong những cái phiên gần đây. Và đối với những cái phiên mà đi lên liên tục trong những cái giai đoạn gần đây, cho thấy thị trường chúng ta có những cái yếu tố mà đi lên trong nghi ngờ. Vì thanh khoản của thị trường khá là thấp nên là làm cho anh chị nhà đầu tư cũng khá dè chừng. Cái thứ hai, yếu tố này cũng dễ hiểu, là lúc này là một trong những cái ngưỡng tâm lý cũng như là cái yếu tố đặt cược chính của anh chị nhà đầu tư cá nhân. Thứ nhất là cái việc mà trong 4 ngày nghỉ lễ thì sẽ có người vào để cược qua lễ, và có những cái người qua lễ người ta mới đầu tư, hoặc là có những cái người chờ qua lễ rõ ràng người ta mới tham gia lại thị trường, cũng có những cái người sợ hãi những cái biến cố trong lễ thì người ta cũng bán ra, làm cho cái yếu tố cung cầu thị trường, cái yếu tố thay máu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với quan điểm của mình đó, là trong một số cái bối cảnh, những cái bước ngoặt để chúng ta đánh cược về cái việc là thị trường sau lễ như thế nào, thì nó cần, rất cần cái hành động cũng như là cái yếu tố phản ứng của thị trường vào cái ngày thứ tư. Bởi vì khi anh chị mua vào cái ngày thứ tư á, là ngày thứ năm chúng ta giao dịch phiên cuối, là thứ sáu chúng ta nghỉ tới ngày thứ hai, đúng không? Tới thứ ba chúng ta mới giao dịch lại, thì nó sẽ phải qua lễ thì chúng ta mới có thể ra hàng, chúng ta mới có thể bán được hàng nó mới về tài khoản. Thì đó cũng là một trong những cái bước ngoặt, tổ chức người ta cũng sẽ đặt cược cái vị thế của họ vào trong những cái thời điểm đó. Và anh chị thấy là trong một số cái thời điểm như thế, thị trường chúng ta lại cứ ở trong trạng thái nghi ngờ và liên tục tăng giá bởi cái yếu tố nhóm ngành. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khả năng rất cao là tổ chức người ta cũng nắm được rất nhiều cái thông tin, cũng như là các yếu tố đánh giá, vì thế người ta đã có những cái yếu tố đặt cược của chính bản thân họ, cũng như là Bitcoin người ta đặt cược cái dấu chân của họ vào trong cái phiên thứ tư và thứ năm vừa rồi, nó cực kỳ rõ nét với những cái phiên tăng điểm liên tiếp và đóng cửa cao nhất phiên. Thì anh chị có thể hình dung là thị trường chúng ta kéo liên tục từ cái vùng 1150, nó kéo một lèo lên 1224 và không hề có một cái nhịp chỉnh nào đó đủ lớn để anh chị nhà đầu tư chúng ta cover lại, mà ngược lại chúng ta phải tìm kiếm những mã cổ phiếu chúng ta tham gia trong cái giai đoạn sau. Và anh chị thấy là sau một cái quả rụ của thị trường thì đây chính là cái cây gì, Bitcoin người ta gom lại một cái lượng hàng rất lớn, tức là nó rụ bỏ retail, những anh chị nhà đầu tư rụ bỏ nhỏ lẻ, anh chị ta ra ngoài, người ta bán sàn, người ta thoát ra ngoài, và lập tức là tổ chức người ta hấp thu và người ta đánh lên trong những cái giai đoạn phía sau rất là nghi ngờ, và đặc biệt trong một số bối cảnh trước lễ 4 ngày, và đã tạo ra cái tâm thái dè chừng, và càng dè chừng thị trường ta càng tăng. Thì anh chị thấy sau một số cái thời gian mà ta nghỉ lễ, nhìn chung là nghỉ lễ nó khá là lâu, đúng không? Nói thật chứ mình thiếu hai cái ngày bạn điện vào ngày thứ 6, ngày thứ 2 thôi là mình đã rất là khó chịu rồi. Vì thế là có thể là chúng ta rời xa cái bệnh viện trong những giai đoạn gần đây khá là buồn, bởi vì kỳ nghỉ lễ nó khá là lâu. Nói chung là dân chứng khoán hoặc là những nhà đầu tư chứng khoán thì gần như người ta không thích những cái dịp nghỉ lễ lâu như thế này. Nhưng mà thôi, chúng ta phải chấp nhận đó là cái thời gian nghỉ lễ của cả nước mà. Nhưng mà trong những cái lúc này thì chúng ta sẽ tìm kiếm thời gian để chúng ta góp nhận cái thông tin, cũng như là tìm kiếm cái cơ hội cho cái giai đoạn mà nó sau lễ. Còn quan điểm của mình, một số cái thời điểm mà nó sau lễ như thế này, đặc biệt anh chị thấy trong cái kỳ nghỉ lễ này gần như không có những cái tin tức nào nó quá xấu, mà ngược lại thì nó đều có những cái tin tức rất là ok đối với thị trường ở trong những cái thời điểm như thế này. Thứ nhất thì anh chị thấy là công ty VPS qua lễ sẽ nâng tỷ lệ cho vay 50 mấy mã cổ phiếu, tiếp tục nâng tỷ lệ cho vay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai anh chị là sau lễ này nè, ngày 1 tháng 9 này nè, sau cái 1 tháng 9 này chúng ta sẽ có một số cái yếu tố thay đổi về cái thông tư 06 áp dụng vào ngày 1 tháng 9, và đi chính là bước ngoặt của thị trường tài chính. Và anh em đánh giá là nếu mà cái thông tư này á, nó ra trong cái bối cảnh như thế này và áp dụng trong bối cảnh như thế này của thị trường, và đặc biệt cái xu thế như thế này của thị trường, và qua lễ thị trường không có tin tức nào, thì Nam rất kỳ vọng một cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường vào thứ ba tuần sau.
Nó sẽ có một số lý do để anh chị hình dung là vì sao và cái xu hướng của những cổ phiếu nào anh chị có thể lưu ý trong những cái nhịp sau lễ và trong cái trend, tức là cái trend của thị trường ở thời điểm hiện tại, thì cái xu hướng của các cổ phiếu mà dòng tiền thông minh đang hướng tới là gì. Thì chút nữa Nam sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư ở cuối video. Còn bây giờ Nam sẽ phân tích cho anh chị nhà đầu tư những cái thông tư 06 nó ảnh hưởng lên thị trường tài chính như thế nào. Thứ nhất là anh chị phải hình dung là cái thông tư 06 áp dụng vào ngày 1 tháng 9 á, nó cho phép là những người đi vay á, người ta có thể là tìm một cái ngân hàng khác với lãi suất rẻ hơn. Cho với lãi suất rẻ hơn, người ta vay, người ta trả nợ cái ngân hàng cũ. Ví dụ như bây giờ Vietcombank nó đang hạ cái mức lãi suất cho vay xuống, bởi vì trước kia anh chị thấy là đa phần là hạ lãi suất huy động, mà lãi suất huy động chỉ là bơm tiền của những người giàu ra thôi, tức là người ta đi gửi tiền ngân hàng, bây giờ là gửi thấp quá thì đổ vào thị trường tài chính. Còn bây giờ là người ta sẽ hạ cái tỷ lệ cho vay của những người đi vay, mà những người đi vay chúng ta gọi là con nợ đúng không? Những người đi vay mà người ta đang vay lãi suất cao thì bây giờ hạ lãi suất cho vay xuống, đó cũng với đồng nghĩa với việc là giảm tải cái áp lực cho những cái người mà đang đi vay, cũng là một cái động thái bơm tiền và kích tiền rất lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Vietcombank bây giờ đang hạ lãi suất xuống còn 6,9% trên năm đầu. Những năm sau nó sẽ tăng theo những cái biên độ, nhưng năm đánh giá nó không quá cao, tức là nó không quá 9%. Tức là đây là một trong những cái biên độ khá là lớn của cái yếu tố cho vay bên ngoài thị trường. Giờ nên nó tạo ra cái biên độ dòng tiền, mà biên độ dòng tiền nó có khả năng sẽ chảy vào thị trường tài chính. Và anh chị cần phải lưu ý cái thông tư này nó cho phép là những nhà đầu tư á, những người mà đi vay á, người ta có quyền là người ta vay ở một cái ngân hàng A, đúng không? Người ta trả cho cái ngân hàng cũ của họ. Với thí dụ như anh chị đang vay lãi suất 10%, bây giờ Vietcombank cho vay khoảng 69%, anh chị qua anh chị vay Vietcombank, anh chị trả cái món cũ được luôn. Mà ngày xưa á, những cái thông tư này nè, nó có một cái là nó chỉ dùng cho sản xuất kinh doanh thôi. Ví dụ như vậy thì bây giờ nó có yếu tố phục vụ đời sống nè, rồi là tiêu dùng nè, rồi là những cái yếu tố khác, nói chung là gần như tháo gỡ rất là nhiều cái yếu tố cho vay trong cái vấn đề này. Và nó làm gì? Và nó kích và nó coi như là tạo ra được cái yếu tố dòng tiền trong cái giai đoạn như thế này. Ví dụ anh chị đang vay một bất động sản đi, mà lãi suất đang là 10, 12, 14%, thì bây giờ làm sao? Thì bây giờ là anh chị qua Vietcombank được vay với lãi suất 6,9%, anh chị trả những ngân hàng cũ. Và anh chị phải hình dung là cái yếu tố này nè, nó sẽ làm cho cái yếu tố nhộn nhịp của thị trường ngân hàng, tức là nó tạo ra cái yếu tố thanh khoản và cái yếu tố giao dịch sẽ lớn hơn. Anh chị hình dung, tức là lúc này là cái yếu tố ảnh hưởng này nó sẽ cực kỳ lớn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó bơm được một cái dòng tiền ra thị trường. Thứ ba là nó giảm tải cái áp lực cho ngành ngân hàng. Cái thứ tư á, thì anh chị biết là trong những cái yếu tố ngắn hạn như thế này á, là nó sẽ giảm tải được cái yếu tố nợ xấu của ngân hàng. Bởi vì anh chị thấy trong giai đoạn vừa qua như thị trường bất động sản đúng không, nó có rất 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 nhiều yếu tố nợ xấu ở trong này, rất nhiều anh chị nhà đầu tư mua xong mà chủ đầu tư nó không trả được, chủ đầu tư không trả lại nữa, bắt đầu nhà đầu tư vướng vào những cái yếu tố nợ xấu, thì lúc này ra cái thông tư này nó sẽ làm giảm tải áp lực cho cái nhóm ngành ngân hàng. Anh chị cần phải lưu ý. Và các banh nó sẽ có yếu tố gì à, nó sẽ triệt tiêu đi các yếu tố nợ xấu lẫn nhau trong các thời điểm ngắn hạn, và làm cho thị trường của chúng ta có, đó là cái yếu tố rất là kích thích đối với thị trường vào tuần sau, bởi vì đây những cái yếu tố này nó mới ra. Và anh chị lưu ý là đây là các yếu tố ngắn hạn nha, còn thực ra nha về bản chất của nó đều không thay đổi, bởi vì bản chất là nợ và nó cần phải có một khoảng thời gian bơm tiền ra để người ta xóa đi cái nợ xấu đó. Nhưng mà trước mắt á, thì người ta sẽ có yếu tố xóa đi cái nợ xấu trong vòng năm nay, thì đó là cái yếu tố rất là hợp lý đối với bối cảnh cũng như là tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại. Nên chúng ta phải lưu ý những cái thông tư này ra ảnh hưởng lên thị trường tài chính rất nhiều, và nó cũng ảnh hưởng lên cái yếu tố về mặt là vận động hoạt động của cái nhóm ngân hàng cũng như là một số cái nhóm bất động sản cũng như là lượng tiền bơm ra ngoài thị trường. Nam đánh giá nó sẽ khá nhiều, và cái này nó sẽ cực kỳ là tác dụng lên thị trường tài chính trong cái yếu tố ngắn hạn. Còn đối với các yếu tố dài hạn hơn thì thực ra khi anh chị thấy là đẩy rủi ro từ một cái vấn đề sang một cái banh A sang một cái banh B thì trong ngắn hạn thì nó tốt, nhưng mà trong dài hơn thì nó cần phải chứng minh một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà thôi, trước mắt chúng ta cứ nhìn vào cái yếu tố ngắn hạn đi. Còn bởi vì cái yếu tố dài hơn nó cần phải có yếu tố đánh giá một khoảng thời gian rất là lâu, bởi những cái hoạt động này diễn ra thì chúng ta mới có yếu tố tính toán tiếp. Nhưng mà anh chị thấy là liên tục chính phủ nè, nhà nước người ta đang hỗ trợ cho cái đời sống người dân cũng như là giảm tải áp lực lên những cái ngành nghề cũng như là kích thích sản xuất kinh doanh, kích thích dòng tiền ra ngoài rất là nhiều. Đây là một trong những cái tín hiệu Nam đánh giá vô cùng tích cực cho thị trường ở thời điểm hiện tại, để thị trường của chúng ta những cái phiên sắp tới đây sẽ xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà để thị trường ta kéo lên cái vùng 1.300. Đây là một trong những cái tín hiệu cực kỳ tích cực trong bối cảnh của thị trường lúc này. Vì thế chúng ta lưu ý là đối với những cái nhịp mà thị trường chúng ta vào trong những số cái form, đặc biệt là những cái nhịp mà thị trường chúng ta giao dịch trước lễ, sau đó ra những cái thông tin hoặc là thị trường nước ngoài nó không có yếu tố quá xấu, ngược lại cũng có những cái phiên tăng điểm rất là tốt, thì đó là một trong những động lực khá tốt cho thị trường vào tuần sau. Nên em kỳ vọng là thứ ba thị trường chúng ta sẽ có một cái phiên bùng nổ theo đà. Và quan điểm của mình thì khi mà thị trường chúng ta có những cái bước ngoặt ở cái ngày thứ tư thì bên mình đã cược khá nhiều và gần như không bán ra bất kể một mã cổ phiếu nào từ cái ngày thứ tư, bởi vì độc thái của nhà đầu tư tổ chức người ta rất là thông minh. Khi người ta không có yếu tố giảm điểm mà ngược lại liên tục mua vào và liên tục tăng giá và đi lên trong nghi ngờ,
thanh khoản của thị trường khá thấp và giật kéo các cổ phiếu tại biên độ rất là cao. Thì đó là một trong những tín hiệu đang đánh giá rất tích cực đối với thị trường trong một số cái bối cảnh như này. Và thay vì mình đánh giá là lúc đầu mình tính là hạ tỷ lệ cổ phiếu thì qua cái phiên thứ tư và trong cái phiên thứ tư thì mình đã tăng mua rất là nhiều. Phiên thứ năm thì mình không mua nữa, mà phiên thứ tư mình mua rất là nhiều và đặt cược khá nhiều cái yếu tố về mặt là tăng giá của thị trường sau lệ, bởi vì đó là hành động của Bitboy, hành động của tổ chức, người ta vẫn đặt tiền và người ta mua, người ta kéo lên, thì chúng ta sẽ đi theo những cái dòng tiền như thế để chúng ta có thể đánh cược một cái trận sau lệ. Nên anh chị chúng ta phải lưu ý một số cái điểm như thế. Còn chút nữa cái trend và xu thế của các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì chút nữa em sẽ phân tích cho anh chị sau. Chúng ta lưu ý nha. Bây giờ mình lược qua một số cái yếu tố vận động như là các hoạt động ở trong nhóm để anh chị chúng ta nắm bắt. Anh chị thấy nè, cái ngày thứ năm á, cái ngày thứ tư này là mình gần như là mua rất là nhiều. Không, đây là ngày thứ ấy rồi. Đây anh chị là ngày 30 tháng 8 này. Lúc đầu mình tính là nếu phiên này thị trường chúng ta trên 1.120 thì mình sẽ cược mua thêm qua lẻ. Nếu mà dưới mốc này thì mình hạ tỷ lệ margin vào thứ tư và thứ năm và không cầm hàng margin qua lẻ, chỉ cầm tiền bằng tiền thịt. Vậy nên anh chị chúng ta lưu ý phân bố tỷ trọng. Thì sau khi mà quan sát cả một phiên sáng thì mình đánh giá là thị trường khả năng tổ chức người ta đã đặt cược vào thị trường rồi. Thì mình đã tăng mua lên thị trường rất nhiều, mình đánh là Nam Kim 18 năm nè. Tức là mua thêm mà không bán ra. Ti băng 19.3 mua được nè. VCI vùng quanh tham chiếu lúc này nó giá khoảng 45.5 là 45.3 là có thể mua vào nè. Mình bắt một cái mẻ cuối, nhìn cách đánh này thì mình cược qua lẻ là thị trường người ta sẽ tăng. Anh chị ta cân nhắc qua lẻ người ta đánh cược. Ở bất động sản thì mình mua thêm cái HDC giá 36. Anh chị thấy danh mục ở mình là lúc này là đang rất là dài. Bởi vì sao? Bởi vì mình tăng cái lượng hàng ngắn hạn lên. Và đương nhiên là tiền thì mình không thể mua hết được, nhưng mà nhóm mình đông thì mình phải đưa ra cái hàng để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta chọn những cổ phiếu phù hợp để chúng ta tham gia. Thì đối với cái ngày thứ năm này, 31 tháng 8 mình có nhận định cho anh chị nhà đầu tư như sau. Thứ nhất là phiên hôm qua là một phiên rất là quan trọng, là một phiên đặt cược vị thế qua lẻ. Toàn bộ vị thế mua của thị trường phiên hôm qua đều cầm qua 4 phiên lẻ và cũng thể hiện được ý chí của Bitboy khi mà đánh lên mạnh cái nhóm chứng khoán kèm theo yếu tố lan tỏa sang cái nhóm ngành khác. Hệ thống cũng đặt cược khá nhiều vị thế trong cái phiên hôm qua và cầm bởi sung lực của thị trường rất là tốt. Với cái nhịp mà thị trường bắt đầu vào một cái nhịp rũ sốc, sau đó lên sốc như ở thời điểm hiện tại, các mã chạy biên độ cực lớn cho thấy cái nhịp thị trường này bước vào một giai đoạn nóng và cao độ. Anh chị ta phải tranh thủ ăn được cái nhịp này và sau đó sẽ hạ quy mô tỷ trọng khi cổ phiếu nó chạy rất là nhanh. Tức là lúc này tạo ra một biên độ cao như thế này mà tranh thủ mình ăn hết. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc không mấy khi thị trường ta tạo ra một biên độ lớn như vậy đâu anh chị. Bởi vì thông thường nha, thị trường ta đang nóng, câu chuyện đang hay thì nó sẽ tạo ra biên độ để cố gắng nó kéo một cái giá cao nhất. Còn lúc mà nó hết câu chuyện hoặc là bắt đầu là câu chuyện nó chìm xuống, là thanh khoản nó ít đi, là thị trường đi ngang rất khó ăn. Chúng ta lưu ý nha. Cổ phiếu sẽ nhanh chóng đạt điểm quá mua và bắt đầu chuyển pha cân bằng trên. Mà bước vào cái nhịp cân bằng trên thì gần như là tỷ lệ kiếm được tiền chỉ khoảng 30-40%. Trong cái đó rủi ro chiếm khoảng 60-70%. Vì thế là quan điểm là trong cái giai đoạn thị trường nó tạo ra biên độ lớn như thế này phải tranh thủ ăn cho nó hết. Lưu ý nha, các nhóm chứng khoán là thứ nhất là bước vào một cái nhịp kéo mạnh rồi. FPT nó vào một cái form như vậy, cổ phiếu tăng dứt đứng, biên độ lớn thì anh chị ta tranh thủ. Các nhóm ngành khác thì mình đánh giá là kỳ vọng nó sẽ có cái yếu tố phân hóa xen kẽ. Phiên này dự kiến thị trường sẽ lình xình vì áp lực bán thu trình trước lệ nó sẽ có, và anh chị thấy trong cái phiên thứ năm vừa rồi, anh chị thấy là vào gần cuối giờ có một cái lực bán ra thu tiền trước lệ, nhưng mà lập tức có một lực cầu người ta hấp lại và kéo thị trường người ta cao nhất phiên. Đó là một trong những cái hành động đánh giá rất là ok. Những gì mua vào để cược qua lệ thì hệ thống là tư vấn toàn bộ phiên qua, phiên này hệ thống quan sát và đưa ra chiến lược phải mình chiều. Có thêm thông tin thì khả năng nay mai sẽ tiếp tục 0.5% lãi suất, anh chị chúng ta phải nắm bắt. Germany quanh 60 thì mình mua thêm theo bài vốt được kế hoạch. Ví dụ như hôm trước thứ năm thì bên mình chỉ mua thêm một con Germany thôi. Còn trước đó thì mình gia tăng rất nhiều các mã cổ phiếu các dòng trên thị trường. Con này phiên vừa rồi tăng rất là mạnh đúng không? Quan điểm của mình thì cổ phiếu này nó quá ok anh chị. Thứ nhất là nó đang một trong những cái form là chuẩn bị vượt đỉnh mọi thời đại, và các cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại đây chính là cái trend của thị trường ở thời điểm hiện tại. Nếu chúng ta lưu ý hôm trước mình mua lần 58 thì cái phiên vừa rồi mình mua thêm giá 60. Thế thôi, cổ phiếu nào mình đưa cho anh chị nhà đầu tư trong nhóm, mình kêu là những con này anh chị cầm cho quý tư, mua gom một phần vùng giá 58 và bước 60 thì mình mua gia tăng. Vậy thôi, đơn giản, đầu tư cái lằng nhằng những cái nhịp như thế này. Nó rủ ở đây nè, anh chị thấy khi nó rủ xuống volume rất là thấp, chẳng qua là ép những nhà đầu tư yếu bóng ví ra ngoài, sau đó lập tức nó đánh vượt lên, thì đây chính là cái điểm buy vote của cổ phiếu. Nói chung anh chị mua trong cái phiên thứ năm vừa rồi đối với Zemadev vẫn ok, không vấn đề gì hết, bởi vì đây là một trong những cái nhịp chính, cổ phiếu đang bước vào một trong những cái nhịp chạy nước rút để nó bắt đầu bước vào một trong xu thế kéo vượt đỉnh của nó, để nó phản ánh toàn bộ cái kỳ vọng của nó vào trong cái quý tư này. Vì thế anh chị chúng ta phải hình dung là quý tư này nè, những cái doanh nghiệp là thủy sản nè, xuất khẩu nè, những cái doanh nghiệp mà cảng biển nè, nam anh giá sẽ ok và có yếu tố khởi sắc trong quý tư. Phải lưu ý một số cái điểm như thế nha. Vào cuối phiên mình nhận định cho anh chị nhà đầu tư như sau. Chiều nay thị trường ta có động thái chốt lời nhẹ từ cái nhóm bán hàng trước lệ. Sáng mình đã cập nhật yếu tố lình xình rung lắc đến anh chị nhà đầu tư. Nhìn chung quá trình hấp thụ tốt, không vấn đề gì, nên hệ thống đánh cực toàn bộ vị thế mua qua lệ.
Hôm nay chị mua thêm Zemanep vì mã này chiến lược là quý tư như đã cập nhật ở cái điểm mua đầu tiên. Nay đúng điểm thì mình lấy thêm. Trong lệ không có biến cố gì, thứ hai tự giác thị trường nó sẽ tăng, hút lại lượng tiền chốt toàn bộ trước lệ vào lại. Danh mục khá nhiều mã và khá dài, mỗi anh chị chúng ta chọn một phần. Chọn cho mình một danh mục phù hợp. Mình cũng chỉ chọn những danh mục và những mã phù hợp cho cá nhân, chứ không thể mua hết toàn bộ những cái mã mà mình khuyến nghị. Chúng ta phải lưu ý. Tuy nhiên danh mục hệ thống đang ổn định, hệ thống không tư vấn bán bất cứ vị thế nào cho hôm nay. Anh chị ta nghỉ ngơi, sau lễ thì chúng ta sẽ tiếp tục. Và anh chị thấy đây là toàn bộ cái danh mục của mình ở thời điểm hiện tại. Đây là những cái danh mục chủ chốt thì mình cứ nắm giữ thôi, không vấn đề gì, quăng nó qua một bên. Những cổ phiếu ngắn hạn anh chị ta có những cái biên lợi nhuận rất ok. Ví dụ như anh chị thấy BCG đang lợi nhuận 7-8%, đúng không? Có VCG lợi nhuận ở đây nó còn khoảng cỡ 9-10% rồi. C những cổ phiếu là đều là cái yếu tố mua ngắn hạn và chúng ta có thể tham khảo cái danh mục của mình bên này. Còn gần như là thị trường trong cái phiên những cái nhịp vừa qua nó đều có những nhịp tăng tốt. Anh chị thì ai cũng sẽ có một cái phần danh mục của mình thôi. Quan trọng nhất là chúng ta tham gia như thế nào và chúng ta mua cổ phiếu theo cái tiêu chí nào thôi. Còn quan trọng nhất là chúng ta có dám tham gia trước lệ và nhìn nhận ra cái yếu tố tăng giá cũng như là đổ tiền của Bitcoin vào để chúng ta mạnh dạn chúng ta tham gia hay không. Đó là cái yếu tố vấn đề. Còn lúc thị trường tăng thì mình nghĩ là cổ phiếu nào nó cũng tăng cả. Nhưng mà chút nữa mình sẽ cho anh chị một cái dòng khá là tiềm năng vào tuần sau, và đặc biệt nó sẽ có những cái yếu tố ảnh hưởng bởi thông tư 06 để chúng ta có thể lưu ý ha. Anh chị đây cũng là một cái dòng những cái danh mục của mình này. Tài khoản mình cũng đánh cược qua lệ khá nhiều. Tài khoản của mình, cá nhân mình đánh tham gia thị trường đặt cược vào trong những cái thời điểm này khá là căng. Nên ra mình cũng kỳ vọng một cái nhịp sau lệ. Nói chung là mình cầm một cái lượng hàng khá lớn. Anh chị chúng ta có thể tham khảo, đây là một trong những cái danh mục của mình. Ở đây. Ấy, anh chị thấy đây là một trong những danh mục của mình. Ấy, mình mua hết, ví dụ FPT mình mua nắm và L15% không bán. Đa phần các mã cổ phiếu khác thì mình đã bán bớt rồi. Còn đây là các cổ phiếu chủ chốt mình nắm giữ lại cho một số cái nhịp phía sau và mình kỳ vọng lớn hơn cho cái giai đoạn sau. Sang tuần anh chị phải lưu ý những cái mã như BVS này. Những cái mã banh này thì sẽ chờ cái yếu tố dòng tiền. Còn FPT thì mình không nói nữa bởi vì những cái video trước mình nói khá nhiều về FPT. Còn FPT thì nó sẽ còn tăng cao lên khoảng 120. Quan điểm mình thì con này nó có một cái game khả năng là đời đã gần cái capital người ta sẽ bán cho Nhật giá 120. Đó là một số những cái phong phanh mình nghe thôi, không biết đúng sai, nhưng mà xung lực nó tốt thì mình mua để đấy nhá. Còn các cổ phiếu đánh ngắn như DSS nè, con này nó cũng có một cái trận DSG nó sẽ vào tăng tỷ lệ sở hữu con DSS lên, thì cái điểm mua cũng như là cái vận hành cổ phiếu hiện tại khá là tốt, dòng tiền đang vào chờ hấp thụ đánh lên. Ta có thể lưu ý, còn những cổ phiếu nào mua trong thời gian ngắn nó có thể lỗ nhưng nó không phải là cái yếu tố vấn đề. Chúng ta phải lưu ý, và đây là danh mục cá nhân của tài khoản của mình. Còn anh chị thấy đây là một trong những cái danh mục mà mình tham gia vào những cái vị thế đánh ngắn. Nó không có những cái mã như BCG mình mua giá nào, hệ thống bên mình mua sao thì mình mua vậy. Anh chị thấy VCG nè, bên mình mua đang lại 90%, CI đang lại 700%. Có Nam Kim mới mua nè, VCI mới mua, những con này mới mua lại đều 3-4%, khoảng 1T, 2T thôi. Thì đây là một trong những cái chiến lược như danh mục. Vì thế là cái danh mục bên này thì mình đa phần giữ dài. Mình dành một cái phần tiền mình qua một, mình chuyển qua một cái tài khoản khác để mình đánh ngắn. Nên chúng ta có thể quản trị những cái vị thế như thế này trong vấn đề của chúng ta tham gia. Còn ví dụ mình có những cổ phiếu bán như VD mình bán rồi, SA mình bán rồi, L14 mình bán rồi. Mình chuyển qua đánh những mã cổ phiếu khác. Chúng ta có thể lưu ý một số cái yếu tố tham khảo và cái yếu tố tham gia cũng như là vận hành cổ phiếu như là thị trường ở thời điểm hiện tại của hệ thống. Vì thế là nếu anh chị nào mà chúng ta thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của hệ thống thì anh chị có thể liên hệ với các bé trợ lý của mình. Ở phía dưới video này nó có một cái phần mô tả, các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm trong cái giai đoạn này ha. Do còn Zemanep trước bên mình mua lỗ, bây giờ cầm lại 400 rồi, mua thêm giá 60 luôn. Không vấn đề gì, cổ phiếu mình đã nói với anh chị nhà đầu tư khá nhiều. Và đây cũng chính là trọng tâm của các cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới mà anh chị cần phải lưu ý. Tức là trong một cái giai đoạn này nè, anh chị cần phải nhìn được những cái mã mà đang bắt được cái trend. Mà bắt được một cái trend của các cổ phiếu này á, nó vào một cái form đó, những con này đang có xu hướng vượt đỉnh mọi thời đại, đang có xu hướng hút tiền rất tốt. Tiên phong của nó chính là cái FPT. Anh chị không? Những con này vượt đỉnh mọi thời đại. Vượt đỉnh giá 80, bước lên 84, test lại 82, bước lên, đang vào một cái form chạy rút nước mặt. Vì thế đây là một trong những cái dạng cổ phiếu đang vào cái form tạo ra siêu biên độ và siêu kiếm tiền. Thì anh chị phải tranh thủ những mã cổ phiếu dạng như thế này. Zemanep là cổ phiếu thứ hai. Đấy, cổ phiếu thứ hai, đây là cái con vượt đỉnh mọi thời đại này, anh chị nhìn chặt tháng nè. Đây là cái vùng giá cao nhất của nó từ xưa đến giờ, từ lúc nó lên sàn tới bây giờ luôn. Và anh chị phải tranh thủ những mã cổ phiếu đang đánh vào form này, anh chị đừng có sợ mua cao. Vì toàn bộ phía dưới của nó đều là những cái lực cầu chờ mua, bởi vì anh đang rất là thèm. Vì thế những cổ phiếu này chưa quay đầu thì cái việc của anh chị là cố gắng tìm kiếm những cái nhịp điều chỉnh để chúng ta mua. Còn ví dụ bên mình có hai điểm, một điểm là 58, một điểm 60, cứ thế đúng pivot chúng ta lấy. Lưu ý nha. Tiếp theo một số mã sau đang có xu hướng vượt đỉnh mọi thời đại này. Thứ nhất là BVS. Anh chị lưu ý nha, con này vùng giá 40 cũng là một trong những cái thời điểm con này sẽ vượt đỉnh mọi thời đại. Anh chị thấy giá dầu trong những cái ngày cuối tuần vừa rồi nó tăng từ 80 tăng lên 86 luôn. Không biết cái này có ảnh hưởng lên cổ phiếu hay không, nhưng mà đang vào một cái form rất giống với những mã cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại, là nó cứ đi lên xong nó có một cái nhịp đủ sâu.
với thanh khoản thấp, sau đó dòng tiền nó vào cái bức đỉnh. Vì thế những mã cổ phiếu BVS anh chị phải lưu ý. Con này mình đánh cược một cái trận lớn nên mình không bán ra trong suốt quá trình mà mình tham gia như tư vấn cho anh chị nhà đầu tư. Cứ vùng giá mua của mình là từ 27 mình mua lên, cứ mua lên liên tục, mua lên liên tục, và khi nào đặt target tính sau. Còn quan trọng nhất của nó, nó đang vào một cái form mà thị trường ta đang rất là lưu ý, đó là cái form vượt đỉnh mọi thời đại của cổ phiếu. Vì thế những cái cổ phiếu nào đang có xu hướng vượt đỉnh mọi thời đại thì anh chị phải đặc biệt lưu ý. Tiếp theo là con gì? Tiếp theo là mã CNG. Con này thanh khoản hơi thấp nhưng mà đang vào một cái form là chuẩn bị vượt đỉnh mọi thời đại ở vùng giá 32. Nếu là anh chị chúng ta nào thích thì lưu ý những cái mã như CNG. Nói chung mình thì mình không mua ở thanh khoản nó béo ấy, phù hợp cho anh chị nhà đầu tư đánh nhỏ thôi. Còn mình thí dụ mình mua con này mà cầm 20.000 30.000 thì rất khó. Nhưng mà mình thì đi theo nhóm lớn nên là mình không có đánh những cái mã thanh khoản thấp như này. Nhưng mà đây cũng là một cái form để chúng ta có thể lưu ý. Anh chị thấy nó cứ lên đỉnh trước này, nó rủ một cái nhịp rất là sâu tại một cái quay cầm nó bước lên. Giống cái Zemdev đâu. Đấy, nó khác Zemdev đâu, lên là đỉnh trước là rủ một cái nhịp rất sâu tại quay cầm bước lên. Và đây chính là cái điểm buy vote mua thêm cổ phiếu thôi. Không có cái gì xấu hết. Tiếp theo là một mã ngân hàng anh chị phải lưu ý, BIDV. Đây là một trong những cái vùng cổ phiếu nó lên tới cái vùng đỉnh trước giá 50 nè. Lưu ý nha, con này rất ok nè. Hiệu ứng của cái thông tư 06 ra những cái con ngân hàng như thế này nè, lợi ích lắm. Chỉ là trước mắt nó sẽ làm nhộn nhịp cái việc mà bên này nó chạy qua cái bên lãi suất rẻ hơn. Để làm gì ạ? Để nó trả cho những cái bên lãi suất đắt. Và những cái lúc này những con này sẽ tạo được cái yếu tố tín dụng. Nên chúng ta phải lưu ý những mã cổ phiếu ngân hàng như BIDV đang vào một cái form rất dễ bức đỉnh mọi thời đại. Vì thế đây là một số những cái mã mà mình tìm kiếm. Thì nói chung anh chị rảnh thì chúng ta tìm kiếm những cái mã chuẩn bị vượt đỉnh mọi thời đại để chúng ta canh ta tham gia thôi. Lưu ý nha, đây là cái trend của thị trường ở trong một số cái bối cảnh như thế này. Còn các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là con nào nhìn nó cũng đẹp cả. Không có con nào nhìn xấu hết, anh chị nhìn nhóm chứng khoán đi. Con nào nhìn cũng ok. Bây giờ hỏi mua thì nó còn khá khó, bởi vì bây giờ con này cũng tăng, con này cũng bứt. Anh chị mua thì cứ tự quản trị rủi ro của mình thôi. BSI nè, BVS, CTS, con nào giật cứ đi lên là rủ một nhịp bắt đầu vào cái phong chạy mạnh. Thì cái quan trọng nhất của anh chị là cố gắng ăn trong cái giai đoạn này thôi. Còn những con này họ mua ở cái giai, những cái thí dụ như phiên tuần sau á, họ mua không thì mình không mua. Nếu mua thì mình sẽ mua con BVS. Nếu mua thì mình mua BIDV. Còn thí dụ như những mã chứng khoán thì phải mua trước. Thí dụ HCM những con này phải mua trước. Còn mà bây giờ mà đuổi lên vào thứ ba thì nó cũng không nên lắm nha. Quan điểm mình như thế, bởi vì đuổi thì nó hơi cao, nhưng mà tùy vào cái cách giao dịch nhanh nhẹn hay là chậm của anh chị thôi. Thế còn những con này hỏi bây giờ cái vùng mua thì cực kỳ khó mà trả lời là có thể mua đuổi hay không. Vì SHS con này vượt đỉnh chạy quá đẹp rồi, anh chị chúng ta lưu ý nè. Cứ vào form nó rủ lên, có quá ok. SSI nè, lên nè, tích lũy nè, cân bằng nè, hấp thụ nè, bước lên tiếp nè. VCI nè, con này anh chị thấy bắt đầu lên nè. Động thái của con này là cái xanh liên tục. Trước đó nó có một cái pha rủ này đi lên, rủ xuống là kiệt và khối lượng này. Anh chị thấy nó rủ khối lượng thấp này, đa phần nhà đầu tư nhả, đúng không? Nhả xong hấp thụ xong nó phủ đích lại và đánh lên. Thì thông thường những cái pha như thế này chúng ta tua vào, chúng ta đánh nước rút cái quả cổ phiếu như dạng như thế này. Lưu ý nha, bởi vì trong giai đoạn trước đó nó không hề có dòng tiền, nhưng sau khi nó rủ xong là dòng tiền nó vào hấp thụ xong là đánh lên. Vì thế những cái pha của những mã cổ phiếu chứng khoán là anh chị phải có mã cổ phiếu chứng khoán trong tài khoản, không ít thì nhiều. Còn mỗi người sẽ chọn cho mình một số cái danh mục khác nhau ha. Tiếp theo chúng ta nói nhóm ngân hàng nè. BIDV ok, đang chuẩn bị vào một cái form vực đỉnh nè, chúng ta phải lưu ý. CTG cũng đẹp nha anh chị nhà đầu tư, con này cũng rất ok nè, trước mắt nó sẽ về là cái đỉnh trước. Ví dụ anh chị mua thì Nam nghĩ là anh chị tuần sau nên lưu ý cái nhóm ngân hàng, bởi vì những cái thông tư đó ra sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhóm ngân hàng nhá. Ta có liên việc nè, form này chuẩn bị vực đỉnh mọi thời đại nữa nè, nó đang về là cái đỉnh trước nè, cũng giá 18, nhanh thôi, vài phiên là lên. Anh chị nào có ta cứ nắm giữ ha, nắm giữ hoặc là mua thêm cái vùng giá 16 để nó kéo lên 18 nhá. Đang vào cái form này, lưu ý. Ở STB này, đang ok, tốt, có gì đâu. Đang chuẩn bị về đỉnh vùng giá 36 này, cách khoảng 4 giá, tương đương khoảng 10-12%. Về là cái đỉnh trước. Những cái mã này trước mắt nó sẽ về lại đỉnh trước nhá. Ta có Techcom này, con này cũng đẹp nè. Nếu mua thì mua những con này bởi vì nó chưa chạy, làm cho cái biên lợi nhuận của nó chưa nhiều. Thì anh chị có thể lưu ý con Techcombank là vượt 35 nó sẽ vào form. Nên lưu ý nếu mua thì mình nghĩ mua nên mua nhóm ngân hàng, mã nào cũng được. Ta có TIBank này, bên mình hôm trước cũng mua con này. Đấy, chuẩn bị nó vượt cái vùng giá 20 này, nó bước lên cái vùng trên là 22. Bên mình đánh ngắn phiên này nè, giá 19.3. Và mua TIBank, vôn vào như thế này là tốt, cứ có dòng tiền là được, cứ có dòng tiền là ok. Tích lũy là đi ngang, rủ bỏ nè, kỳ khối lượng dòng tiền đi vào, bước lên. Vào form những mã cổ phiếu dạng như thế này, nhá. Nhóm thép cũng ok, HBG này, vùng này thì nó hơi chững lại một chút, không phải là vấn đề đâu. Bởi vì sao? Bởi vì lên này gặp kháng cự thì nó sẽ gặp lực bán chút, nó cần có một cái phiên động lực kéo cái dòng tiền vào để nó đánh lên. Nhưng mà thế nó bắt đầu đi lên là đẹp rồi. Chúng ta có Nam Kim nè, con này thì mình đánh giá là nó rủ sâu, cân bằng tốt hơn và có xu hướng volume ở đây mạnh hơn. Thì mình kỳ vọng cổ phiếu này nó bứt được vùng giá 20 ấy,
kéo lên khoảng 24, còn lại phải được 20%. Nên chúng ta lưu ý là năm kim. Vì thế nhưng mà cổ phiếu trong cái giai đoạn vừa rồi mình có lời mình chưa bán, mặc dù mình đánh tích cực, nhưng mà mình thấy xung lực của nó vẫn tốt nên mình chưa khuyến nghị anh chị nhà đầu tư bán. Ví dụ BCG này, những con này là anh chị thấy sau khi nó rủ xuống ra những cái thông tin này, nhà đầu tư hoảng loạn bán ra, nó cân bằng này, tạo được một cái vùng cân bằng ở đây, sau đó có một cái phiên dòng tiền mồi vào đánh lên. Đây chính là cái điểm pivot để mua và mình chưa bán cổ phiếu BCG. Kỳ vọng con này vượt 12 sẽ kéo lên 14 và 16 trong giai đoạn sắp tới. Nên lưu ý nha. Chúng ta có hoa sen này, con này cũng ok. Nói chung là nó rủ xuống một cái về vùng dưới cân bằng, đang đi lên như thế này là tốt. Anh chị nào có hàng có thể căn cái vùng giá vượt 20.2, 20.3 mua giá tăng. Target đâu đó khoảng cả 22, 23 đối với con các cổ phiếu thép nha. Tiếp theo có dòng trụ thì mình chỉ ưu tiên FPT và Vinamilk là hai cổ phiếu bên hệ thống bên mình. Hai con này thì mình đánh giá đẹp, BNG cũng được, nhưng mà nếu đẹp hơn thì mình đánh giá FPT ok. Con gas này cũng ok này, con Vinamilk ok. Đấy, nhưng mà cổ phiếu mà dạng dứt dứt như thế này là mình thích hơn. Trước mắt con này sẽ về vùng giá trước là 81, ở đây mình sẽ đánh ngắn cổ phiếu này, chờ nó rủ lại rồi mình sẽ tham gia trong giai đoạn sau, bởi vì đây không phải là cổ phiếu mình sẽ nắm dài. Đợt trước mình ăn một vòng là từ giá đây lên đây, là vòng 2 thì mình ăn nhịp này đó, cứ vòng nào mà nó chạy mạnh là mình ăn, còn vùng rủ này thì nhường cho anh chị nhà đầu tư khác. Vào vòng mạnh nên mình đánh trong cái nhịp này, kỳ vọng nó sẽ là giá 81, 82. Lên đây xung lực khỏe thì chúng ta làm sao, lên đây xung lực khỏe thì chúng ta nắm giữ, còn nếu mà nó yếu là có yếu tố chốt lời thì chúng ta lại bán ra chờ nó test và tạo cái quay cầm trong cái giai đoạn sau thì chúng ta sẽ vào. Còn trước mắt nó sẽ đánh cái dạng tạo cốc, đây là các cổ phiếu đánh dạng tạo cốc này, đánh được một cái hình cốc quay cầm như thế này thì nó rủ lại, chúng ta đánh ở một cái nhịp sau nó sẽ cực kỳ ok đối với Vinamilk. Còn dư địa con này anh chị nắm dài được, nhưng mà trong trước mắt thì đối với hệ thống bên mình thì con này vẫn đang trong cái phong đánh ngắn, và mình mua cái vùng giá 75x ở đây thì giờ khi nào lên 81 thì mình ra thôi, lưu ý ha. Đầu tư công này có VCG này, anh chị thấy cây này nè, nó rủ mà hai ba phiên này nó phủ đỉnh đó, thì đó là cái nhịp mà tổ chức người ta gom lại cái vùng giá cao và chấp nhận hấp thụ toàn bộ cái lượng nhà đầu tư mà chúng ta chốt lời, và bắt đầu nó đánh lên như thế này là ok. Mình đã bán đâu, hôm trước cây này mình kêu 28.5 không khớp nên mình vẫn giữ, thì bây giờ mình nói với anh chị nhà đầu tư là anh chị nào kêu không khớp giống như mình á thì mình để đó, khả năng cổ phiếu vào trend thì con này vào trend lên được 32, 34. Lưu ý nha, chúng ta có gì C4G, CI, nói chung con những con như CI này mình vẫn nắm nè. Anh chị thấy mua cây này nè, đạp sàn mua quá trời. Mình khuyến nghị anh chị nhà đầu tư lúc đạp sàn, một là anh chị mua vùng giá lúc nó giảm 500, giảm sàn mua thêm, không ngại không sợ. Và anh chị thấy mình mua cây này và lời toàn bộ trong quá trình mà cổ phiếu đi lên phía sau. Thì con này anh chị phải lưu ý nó có khả năng lên lại cái vùng giá 26, 28. Nên là mặc dù là đánh tới cộng nhưng mà xung lực của nó vẫn khỏe nên mình vẫn cho anh chị nhà đầu tư nắm giữ bình thường. Và chưa có yếu tố gì đó xấu cả, dòng tiền đang vẫn vào ở đây, lưu ý nha. LCG thì con này sẽ lên lại cái vùng biên trên. FCN cũng được, anh chị nào có thì nắm thôi. Còn mỗi người sẽ chọn cho mình một cái danh mục phù hợp với cái tiêu chí đầu tư của bản thân mình. Sang tuần thì nhóm dầu khí mình đánh giá khá ok, như BR này anh chị có nắm thôi. Nó cứ bò 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 ở đây, nó dứt một cái cây vượt 20 nó sẽ kéo lên khoảng 22, 24. Lưu ý ha, mình đánh giá cao như BVS này. Con này rủ lên đẹp nè. Dòng tiền đã thoát rồi mà chúng ta phải ra. Hai nữa là con này có một cái trend nè, vào cái trend vượt đỉnh mọi thời đại cũng giá 40. Vượt lên ở đây là cứ thế cầu nó sẽ vào. Vì thế lưu ý những cái mã như BVS năm nay kể cả nó không làm được cái lô BO môn, nó còn đầy công việc để làm, nó ký tùm lum ta la cái hợp đồng về làm điện gió này kia. Vì thế năm anh đánh giá là dầu khí năm nay rất ok, chúng ta có thể lưu ý đối với những cái mã dầu khí mình nhận được. Như mình thì mua BVS từ dưới lên đây vẫn nắm giữ, mình là bán mà nó đâu. Anh chị này là BVS này mình mua hoài luôn, cầm 75 ngày rồi vẫn nắm giữ. Đây là các cổ phiếu là do mình mua gia tăng nên cái giá trung bình nó mới cao, chứ còn thực ra những cái điểm mua đầu tiên này nè, mình đã lướt hai ba dòng trong này rồi. Điểm mua đầu tiên vẫn để đây ở đây để cho anh chị chúng ta tham gia. Mình lướt ra xong rồi mình bán đổ Vinamilk rồi quay lại mình mua nên cái giá trung bình nó mới cao. Và anh chị thấy mình mua rất là nhiều lần BVS. Và mình kỳ vọng BVS sẽ là một trong những cái trend lớn năm nay. Anh lưu ý nha. Đó là các cổ phiếu mà anh chị chúng ta cần phải quan tâm và lưu ý trong một số cái bối cảnh như thế này. BVD thì cũng được, nhưng mà mình đánh giá BVS ok hơn thì mình mua BVS thôi. Chúng ta có cảng biển thì Zemandev là HAH nè, nhưng mà Zemandev thì cái con này vượt đỉnh mạnh nhất là đu vào, mạnh nhất là cứ đánh vào con đó là ok. Bởi vì lúc này là những con này thu hút được dòng tiền lớn, đặc biệt những cái con nào đi lên mà mất kháng cự là trên nó chỉ có ai chút lời không thôi, chứ còn phía dưới cầu nhiều. Nên những cổ phiếu vượt đỉnh thì cái quan trọng của anh chị nhà đầu tư là cứ vào form đánh, mà rất lâu nó mới có thể đánh vượt đỉnh như thế này thì năm nghĩ nó không sẽ dừng ở cái mức giá này. Lưu ý nha. Tiếp theo là dòng bất động sản, là một trong những cái dòng mà đánh giá anh chị nhà đầu tư cầm nhiều. Thì nói chung là dòng này thì hiện tại nha, tất cả mọi thứ của nó là đang tích lũy, và cái quan trọng nhất là đang thiếu đi một cái dòng tiền để kéo lên, bởi vì cái lượng đeo bán của cái dòng là rất là nhiều. Nên chúng ta phải lưu ý, ví dụ như DIG nè, DSG là lên trên này, nó vào một cái form tích lũy nền trên,
mà tích lũy bên trên nó còn phải tái tích lũy hấp thụ. Thì nói chung những con này không có gì xấu, nó chỉ đang thiếu cái dòng tiền, mà dòng tiền nó thì phải chờ, chứ bây giờ là chúng ta chưa thấy. Đế cơ đẹp, đích đẹp, ví dụ như Nova cũng ok nè, đẹp mà có gì đâu, lên rủ lên, nhưng mà đang thiếu đến một cái volume lớn để nó kéo giá cổ phiếu lên. Chúng ta lưu ý như BDR này. Ấy, những cổ phiếu đang đi lên khá là tốt, lên đi ngang rủ nó bứt lên, đây là điểm mua này. Đây cũng là điểm gia tăng cổ phiếu nè, nhưng mà mình thì mình không đánh, không đánh, bởi vì những con này thì anh chị đang follow theo dòng tiền thì đánh được, nhưng mà mình chú ý những mã khác nên mình không tham gia BR. Rồi mình vào HDC, con này ok, con nhà Bà Rịa là được, là rủ sâu này. Đi lên mua cái cây này giá 36. Con này có một đặc tính là đánh hơi sốc, nên là nếu mà đánh thì đánh những cái dạng hơi sốc như thế này là được. Thứ nhất là độ đeo bám của nó ít, thứ hai là mình không dồn quá nhiều tỷ trọng nhóm bất động sản, mình đánh những cái dòng khác này, có trụ nè, có banh nè, có chứng nè, có đầu tư công. Vì thế là những mã này không dùng nhiều nên là mình mua ít và không mua nhiều. Chúng ta lưu ý vì thế, như hôm trước là mình chọn HDC, nhưng anh chị mua BDR quá tốt, đang tăng cho biên lợi nhuận rất ok. Và anh chị cần phải lưu ý nha, những cái mã bất động sản này nè, nó có một cái nó sẽ ủng hộ cho cái nhóm này. Theo như quan điểm của mình á, và một số cái mà mình phân tích cũng như mình nghe phong phanh á, thì những cái nhóm này nó có một áp lực về trả nợ trái phiếu cuối năm. Thì nếu mà trong bối cảnh thị trường mà nó vẫn ảm đạm như thế này thì khả năng là anh chị phải dùng là cái những cái thông tư để cho mà dời cái hạn giả trả trái phiếu có thể qua năm sau, để tránh ảnh hưởng lên hệ thống ngân hàng cũng như là cái yếu tố đánh giá tín nhiệm. Và anh chị phải lưu ý là những cái mã cổ phiếu dạng bất động sản như BDR này nè, hoặc là Novaland á, hoặc là các cổ phiếu bất động sản, nói thật với anh chị, nhờ tôi anh chị nhìn qua một cái bong bóng bên Trung Quốc á, thì anh chị sẽ thấy là chính phủ người ta cũng không cứu nổi, dẫn đến là một số doanh nghiệp bất động sản người ta phá sản. Còn đối với Việt Nam thì người ta đang thả ra cho cứu, tức là thả ra để bơi, để kiếm tiền mà trả nợ cho trái chủ, để tránh cái trường hợp mà bị vi phạm hình sự. Và nếu mà anh chị chúng ta theo dõi những cái lượng cổ phiếu của các doanh nghiệp như BDR, Nova, thì anh chị thấy gần như chủ doanh nghiệp người ta đâu còn gì đâu. Bây giờ cái người ta quan trọng nhất là người ta cần phải tuồn cái hàng nó đại chúng hóa nó ra thị trường, tức là bán doanh nghiệp của mình đi cho nhà đầu tư cá nhân. Để anh chị hình dung như thế này, để làm gì? Để người ta dùng tiền đó để người ta trả nợ cho những cái trái chủ. Trái chủ người ta tránh cái trường hợp mà lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hoặc là người ta dùng tiền trái mục đích và dẫn đến là bị hình sự hóa cái yếu tố vấn đề, và dẫn đến các doanh nghiệp là có khả năng bị hình sự. Nên lúc này là những cái doanh nghiệp này, nói thật với anh chị nhà đầu tư, nếu anh chị coi cái cơ cấu cổ đông thì gần như những cái doanh nghiệp này thì anh chị chúng ta chỉ đánh cái dòng tiền. Và trong một cái trường hợp nào đó cổ phiếu đủ biên độ, hoặc là anh chị phải chặn mình có lượng lãi phù hợp, vì bản chất của nó đối với một thị trường tài chính á, thì trong ngắn hạn nó bị ảnh hưởng một cái yếu tố dòng tiền, nhưng mà về dài hơi thì những con này sẽ về đúng mức giá trị thật của nó. Mà nói thật là những con này bây giờ còn gì đâu, còn đúng một cái xác, vì toàn bộ là nó nợ nè, nó bán tài sản, nó bán cổ phiếu, nó bán cổ phần. Anh chị Novaland liên tục đăng ký bán, phát đạt bán tùm lum tùm la, nhưng mà những cái nhịp tăng giá như thế này bởi những cái nhà đầu cơ và dòng tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là nhà đầu tư nhỏ lẻ đánh lên là chính, chứ còn tổ chức thì người ta đánh gì anh chị, đúng không? Bởi vì là bản chất là những mã cổ phiếu này thực ra cái xác của nó, cái phía trong của nó là hết rồi, còn một cái xác không. Nên lúc này có dòng tiền đang vào form kéo giá thì anh chị cứ ăn, nhưng mà quan điểm của mình là trong một cái thời điểm nào đó anh chị có đủ lời thì anh chị cũng nên cân nhắc về những cái vấn đề là chúng ta có giữ dài hay không. Còn quan điểm của mình là cổ phiếu này thì chúng ta chỉ có thêm ngày thôi, được ngày nào hay ngày đó. Còn kiểu đầu tư dài hạn như BDR thì rất khó đầu tư, lưu ý nha, hoặc là rất khó tham gia. Ví dụ trong trường hợp nào đó những cái cổ phiếu nào có giá trị á, một cái biến cố thiên nghe đen xảy ra, thì những cổ phiếu có giá trị nó về cái vùng nào đó sẽ được có những cái nhà đầu tư giá trị người ta mua vào. Nhưng những cái con này nè, trong một cái biến cố thiên nghe đen thì cái yếu tố đầu cơ nó sẽ giết hết cái lượng margin, làm cho anh chị nhà đầu tư bị cool margin, dẫn đến là doanh nghiệp về cái mức giá rất là sâu, mà khi tính toán giá trị ra không có bao nhiêu nhà đầu tư giá trị người ta không vào, dẫn đến những mà cổ phiếu nào nó về đúng với cái giá trị của nó, mà giá trị của nó năm đó với anh chị nhà đầu tư giờ không còn gì đó. Nên chúng ta phải lưu ý những mã cổ phiếu là trước mắt về chạc, về dòng tiền. Thí dụ mình đánh theo dòng tiền, những con này vẫn ok, bởi vì nó vẫn đang đi lên tốt, nó tạo ra biên lợi nhuận và dòng tiền nó mạnh mà, đúng không? Thanh khoản tốt nè, bứt phá cao nè, tạo mẫu hình đẹp nè, đường giá mọi thứ ok. Nhưng mà trong dài hơi hơn thì anh chị cần phải cân nhắc một số cái điểm như thế. Còn quan điểm của mình thì đánh mấy cái dòng này thì chúng ta đánh ngắn thôi, đánh dài cũng được, đánh vài tháng cũng được, nhưng mà nếu có biến cố thì em nghĩ nên thoát. Còn nếu mà nó đang đi lên thì cứ nắm giữ bình thường, tìm những cái điểm mua, đang bứt phá thì cứ mua. Còn trong trường hợp nó gãy hoặc là chúng ta bị lỗ ngắn hạn khoảng 4-700 thì cũng nên lưu ý, tránh trường hợp là nó vào một số cái pha bịt sàn như trong giai đoạn trước đó. Còn trước mắt thì nó đang tăng thì mình đánh giá nó vẫn ok. Mình chỉ tính tới cái thời điểm mà ví dụ nó tạo ra một cái phiên thiên nga đen hoặc là có cái gì đã biến cố xấu thì những con này phải là cái con anh chị phải thoát đầu tiên, ví dụ như thế nha. Còn các cổ phiếu bất động sản thì mình thấy được, KDH nè đang lên tốt nè, rủ đi lên đẹp mà. Nam Long nè ok, rủ cái đi lên tốt. Mình thì chọn HDC. Những con này có một
cái lịch sử là tăng mạnh, rủ mạnh, để mình kỳ vọng nhịp sau nó sẽ lên thật mạnh. Ta lưu ý đó HDC nha. Khu nghiệp này có KBC này, con này ok mà. Đi ngang nè. Con này mà Biden qua, Mr. Biden qua mà có gì đó ok á, thì những cái con khu nghiệp này hưởng lợi khá tốt, cổ phiếu bò 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 lên này. Tận dụng điều kiện thị trường rủ cái rồi bứt phá vào cái phong chạy mình lấy, bên mình vẫn có KBC mà. À nè, nhưng mình không mua bởi vì là mình hết tiền KBC nè. Đang lãi được khoảng 400 T2. Hôm trước mua 33.3 thì hôm nay 34.4 vậy thôi. KBC vẫn ok, đang vào phong chạy thì anh chị cứ để đó thôi. Mặc dù mình đánh ngắn nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn giữ. GVR này rủ xuống tăng lên tốt, anh chị có cái nắm giữ nha. Tại SSC vẫn ok nhưng mà mình chọn KBC. Cái con nào leader là mình chọn, con nào vượt đỉnh trước là mình lấy con này. Vậy thôi. Thì sẽ giết máy cũng được. Anh chị có VHC nè, mẫu hình Island Reversal nè. Đẹp mà, bước lên đây cây mua nè. Còn nó bước đỉnh đó mình tính tiếp. Những cái con này mình giá được cuối năm ok. TNG cũng được nè. Nói chung là thị trường giờ nhìn con nào cũng đẹp. Bán lẻ cuối năm cũng được, DG World, FRT, Thế giới di động, BET nè. Nói chung là thị trường nó thật là bây giờ nhìn con nào nó cũng được à. Anh chị nhà đầu tư mà cầm hàng trước lễ thì mình nghĩ là sau lễ anh chị có quà lớn rồi. Đó là một cái điều mình đánh giá khoảng là 90% khả năng thành công rất cao. 10% là xui lắm thị trường bấy, còn không là chắc chắn anh chị nhà đầu tư thứ ba thị trường chúng ta sẽ có yếu tố bùng nổ theo đà. Và ra những cái thông tư như thế, đặc biệt là cái nhóm ngân hàng á, rất dễ kéo, bởi vì đây là một trong những cái tín hiệu rất lợi cho các cổ phiếu ngân hàng. Bởi vì nó đang gặp một cái yếu tố rủi ro là bị cái yếu tố nợ xấu cuối năm, nhưng mà ra cái thông tư này rất dễ là nó có yếu tố đảo nợ. Và những anh chị nào nhà đầu tư mà chúng ta làm đáo hạn ngân hàng á, thì trong lúc mà ra thông tư này rất dễ hết đất diễn, bởi vì nó vay được bên này thì nó đắp qua bên kia là tỷ lệ mà chúng ta không, nhưng mà cái đó cũng phải tùy vào cái tài sản của những nhà cái người đi vay, người ta có ít hay có nhiều thôi. Nếu có ít thì vẫn phải dùng để vay, nhưng mà nếu có nhiều thì người ta sẽ không sử dụng cái yếu tố về mặt là đáo hạn ngân hàng nữa. Nhưng mà cái thông tư này ra thì mình nghĩ nó khá là phù hợp đối với bối cảnh của thị trường, đặc biệt là cái nhóm ngân hàng. Bởi vì cho cái nhóm này nó phải đánh giá bước lên thì thị trường ta mới vào một cái trend lớn, nó mới kéo lên trên 1.300 được. Còn cái nhóm này mà nó vẫn linh sinh thị trường ta cũng sẽ rất là khó. Nên mình kỳ vọng là những cái thông tin về cái thông tư 06 ảnh hưởng vào ngày 1 sau 19 nó sẽ tác động lên rất nhiều đối với thị trường, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường dòng tiền nó chảy vào thị trường tài chính cũng như là chứng khoán trong giai đoạn sắp tới, nên chúng ta phải lưu ý. Ví dụ như mình thì mình phân tích cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình thấy được cái hành động của Bitboy kéo đến cho nghi ngờ, nên mình đánh cược rất nhiều vị thế và không bán ra bất kể cả cổ phiếu nào trong những cái phiên vừa qua, và cầm một lượng hàng khá lớn qua lễ. Thì mình kỳ vọng qua lễ thì hệ thống bên mình sẽ có những mã cổ phiếu cho lại cái biên lợi nhuận thật sự ok. Nên chúng ta có thể lưu ý một số cái điểm như thế ha. Nhìn chung thì anh chị cần phải nốt lại một số cái yếu tố trong cái video này. Một là cái thông tư 06 ảnh hưởng lên thị trường tài chính. Hai là cái trend của một số mã cổ phiếu. Thứ ba nữa là những mã cổ phiếu nào đang có cái yếu tố dòng tiền lớn. Tư nữa là chọn cho mình một cái danh mục phù hợp để chúng ta tham gia. Vậy thôi, còn mình có danh mục của mình, anh chị có danh mục của anh chị. Vì thế là nếu anh chị nào thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của hệ thống thì anh chị cứ liên hệ với các bé trợ lý của mình, rồi các bé sẽ hướng dẫn cho anh chị vào nhóm ha. Ok, thì cũng cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư chúng ta lắng nghe cái video này. Nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, như là nhớ đăng ký kênh, like video để ủng hộ Nam nha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, một sự bùng nổ của thị trường sau lễ, và hẹn anh chị nhà đầu tư vào video sau.